Xin chào các con, cô là Hoa Mai. Hôm nay cô lại hướng dẫn chúng mình học môn học mỹ thuật. Ở bài học số 7 này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình vận dụng chuyển độ đậm nhạt màu sắc bằng chất liệu đất nặn. Và đây là bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình. Ở đây cô sử dụng gam màu xanh lá cây để làm nền cỏ, gam màu xanh nước biển cùng với tím để làm nền trời. Sự chuyển độ đậm nhạt giữa màu nhạt và màu đậm đã tạo nên nền trời và nền đất rất là đẹp. Cùng với họa tiết trang trí đó là hình cái cây cổ thụ với những bông hoa nở rộ màu sắc tím, đỏ, hồng. Một cái thân cây sử dụng gam màu nâu, có nâu nhạt và nâu đậm để tạo lên độ đậm nhạt của cái thân cây. Cùng với ánh mặt trời, chúng mình thấy là ở chính giữa là màu sáng và dần dần chuyển đậm ra. Để thực hiện được sản phẩm này, các con hãy chuẩn bị cho cô những đồ dùng học tập sau. Một tờ giấy vẽ, một cây bút chì để vẽ hình và đất nặn. Chúng mình cùng cô đi vào thực hiện nhé. Cô sẽ vẽ nền cỏ. Bây giờ cô sử dụng đất nặn để tạo chuyển độ đậm nhạt phần nền trời trước. Ở phần nền trời này cô sử dụng màu xanh, các gam màu xanh nước biển từ nhạt đến đậm, kết hợp với màu tím và màu trắng. Ở phía chân trời thì cô sẽ sử dụng các gam màu nhạt trước và chạy dần lên phía xa. Phía xa thì sẽ là màu đậm. Chúng mình sẽ tạo cho cô các cái đường thẳng dài bằng đất nặn. Và cô sẽ gắn chồng các cái đường V này của cô lên nhau. Bây giờ đến gam màu xanh đậm hơn một chút. Bây giờ cô đan xen với gam màu tím đậm và tím nhạt.
Cô sử dụng cái màu tím đậm hơn. Bây giờ cô sử dụng đến các màu xanh nước biển nhạt đậm. Vậy là cô đã hướng dẫn chúng mình dán xong phần nền trời. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô sử dụng các gam màu xanh lá cây để làm phần nền cỏ.
Bây giờ chúng ta sẽ trang trí cho bức tranh của mình. Ở phía góc bên phải là một cái cây và ở phía góc bên trái có mặt trời. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm mặt trời. Ở chính tâm giữa của mặt trời, chúng mình sẽ sử dụng màu trắng. Rồi xung quanh màu trắng là đến màu vàng đậm, vàng nhạt, cam và đỏ. Chúng mình cũng sử dụng xoắn ốc để tạo mặt trời. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm những tán và lá hoa. Cô sử dụng gam màu hồng và đỏ. Sẽ tạo ra những hình tròn to và nhỏ, sắc màu khác nhau. Thank you.
Vậy là cô đã hướng dẫn chúng mình vận dụng chuyển độ đậm nhạt màu sắc bằng đất nặn để tạo nên một bức tranh thật đẹp. Cô chúc các con thành công trong bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Thank you.